Xin chào quý vị và các bạn, trước mặt quý vị và các bạn là nồi đồ xôi 10 cân thế mới do Dũng Quanh sản xuất và cung cấp. Nồi đồ xôi này thì được Dũng Quanh làm hoàn toàn bằng chất liệu inox 304, dày 1 ly, lớp sốt bọc bảo ôn dưỡng nhiệt dày 2,5 cm. Nồi này thì cũng như các cái mẫu nồi Dũng Quanh đã đưa ra thị trường, nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mới nhất cho các bạn nhìn về cái phần ống thăm mực nước và các cái chiếc áp điều khiển nhiệt thì các bạn đã nhìn thấy rồi. Đây là ống tiếp nước này. Còn đây là cái ống thăm mực nước, còn cái này chính là cái chiếc áp điều khiển nhiệt này. Từ 30 đến 110 các bạn đều biết rồi. Đây là cái van xả đáy các bạn cũng đã biết rồi. Phần nắp vung thì vẫn được làm khung lên hình bán nguyệt như này để các bạn đồ xôi nó sẽ không bị hỏng cái mặt xôi của các bạn. Phần quan trọng chính là cái vỏ. Cái vỏ này thì mình chia thành 4. Mỗi một loại xôi thì các bạn có thể đồ ở trong này, và mỗi một cái phần như này thì sẽ đồ được 2,5 kg gạo. Rất là tiện phải không ạ? Đây là cái phần giỏ. Bên dưới là hai máy xo, vẫn công suất là 5 kW điện trên 1 giờ. Cái giỏ này thì có thể nhấc lên nhấc xuống. Các bạn nếu như các bạn đồ nhiều xôi một lần, tức là 10 có hàng đặt, các bạn đồ 10 cân một lần thì các bạn nhấc cái này ra thì vẫn có thể đồ 10 cân một lần một loại xôi được. Rất là tiện. Còn đây chính là cái van xả nước. Van xả nước thì có cúc quặp như này, rất là tiện, không bị đổ cái nước nóng ra bên ngoài. Rồi thì bên mình đã hàn cái vách ở miệng nồi như này thì nước nó sẽ chảy vào trong, nó sẽ không chảy ra bên ngoài nữa. Thì cái sàn nhà của các bạn cũng sẽ rất là sạch sẽ và tiết kiệm nguồn nước nữa. Hơi nước đẩy lên đây và nó sẽ tạo thành giọt chảy theo hướng mái ngói đi xuống và đi vào chứ không chảy ra bên ngoài nữa. Rất là tiện dụng phải không ạ? Còn đây chính là cái nguồn điện. Nguồn điện bên mình cũng làm nguồn điện dây Cadisan 2x4. Rất là chắc chắn. Trên đây là video giới thiệu sản phẩm mới nhất do Dũng Quanh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ số điện thoại 02466533355 hoặc số điện thoại 0985322325 hoặc số điện thoại 0939344392, hoặc các bạn có thể truy cập vào website dungquanh.com để biết thêm thông tin chi tiết. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.